Hiện nay, nền tảng y tế ứng dụng sổ sức khỏe điện tử tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an thực hiện. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã tiếp nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân với tổng số trên 47.000 lượt tra cứu. 100% công ty, nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc đã liên thông phần mềm dược quốc gia. Dự ước đến 31 tháng 3 sẽ có khoảng 400.000 đơn thuốc liên thông. Đối với hồ sơ sức khỏe điện tử và cài đặt sổ sức khỏe điện tử, ngành chức năng đã thực hiện khởi tạo dữ liệu ban đầu cho trên 1,3 triệu nhân khẩu, gần 300.000 hộ gia đình được khởi tạo trên hệ thống. Tính đến ngày 15 tháng 2 đã có 205 trên 213 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối liên thông trên 900.000 người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.